Nhưng ai có thể chịu đựng được hai cái khổ này thì chắc chắn sẽ giàu có đến trong nay mai. Quý vị thân mến, hầu hết mọi người đều hiểu ý nghĩa của việc chịu khổ một cách quá hời hợt. Nghèo không phải là chịu khổ, nghèo là nghèo, chịu khổ không phải là khả năng chịu đựng nghèo đói. Chịu khổ dễ bị hiểu theo nghĩa hẹp, chẳng hạn như ăn mì tôm trong hai bữa là khổ, mùa đông lạnh giá vẫn phải làm việc ngoài trời là khổ. Nhưng cái khổ như vậy là đang tự làm tiêu hao bản thân, vậy chịu khổ thực sự có nghĩa là gì? Ví như hoàng đế ăn bánh bao liền cảm thấy rằng mình đang chịu khổ, nhưng mà người ăn mày lại ước bữa nào cũng có bánh bao để ăn, cho nên phải hiểu đúng nghĩa của từ khổ. Một người có thể nói rằng mình đang chịu khổ vì một điều gì đó, nhưng đối với người khác, điều đó chính là hạnh phúc của họ. Cũng như vị hoàng đế muốn thống trị tốt quốc gia của mình, không cần mỗi ngày phải chịu khổ bằng cách ăn đồ tạp nham, mà hãy nghĩ làm sao để con dân của mình có được cuộc sống ấm no. Thực chất hai cái khổ dưới đây, nếu chịu được, thứ bạn nhận lại sẽ là món quà của số phận. 1. Sẵn sàng bỏ thời gian ra chỉ để suy nghĩ. Là những người bình thường, chúng ta luôn tin rằng chỉ cần tay nghề giỏi thì có công mài sắt có ngày nền kim. Chỉ cần chúng ta làm việc chăm chỉ thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Thế nhưng hóa ra những mũi kim chưa nhọn thì chúng ta đã kiệt sức vì bệnh tật và vất vả. Có một quan niệm cho rằng càng làm việc chăm chỉ bạn càng nghèo, và nó đã trở thành một lời nguyền mà nhiều người không thể thoát khỏi. Suy nghĩ quyết định lối ra và hành động dệt nên cuộc sống. Nếu bạn đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm mà cuộc sống của bạn vẫn ảm đạm, bạn cần phải thoát ra khỏi suy nghĩ của mình và học cách thay đổi tư duy. Lei Jun, người sáng lập Xiaomi cho biết, nhiều người sử dụng sự siêng năng để tự lừa dối bản thân, lấy vẻ ngoài siêng năng để che đậy bản chất lười biếng của họ. Thật vậy, nhiều người nghĩ rằng làm việc chăm chỉ mới có thể giành được thành công. Đây là một sai lầm lớn. Như mọi người đều biết, cố gắng một cách mù quáng cũng chỉ là cố gắng mà thôi. Nỗ lực không phải là lặp đi lặp lại đơn giản các hoạt động thuần túy, mà là một quá trình liên tục suy nghĩ và tổng kết liên tục rồi hành động. Nếu ngay từ đầu phương hướng đã sai, thì bạn càng làm việc chăm chỉ, bạn càng rơi vào tuyệt vọng. Một con cá voi được phát hiện chết trên đồng cỏ cách bờ biển khoảng 800 mét. Sau khi điều tra, người ta phát hiện sự thật là con cá voi này đã sạt vào bờ biển và mắc cạn. Hy vọng có thể lăn trở lại biển, thật không may, nó đã đi sai hướng và vô tình giặt đến đồng cỏ ở hướng ngược lại cho đến khi chết ngạt. Điều này cũng đúng với con người. Trên thế giới này có quá nhiều người làm việc chăm chỉ và càng có nhiều người sử dụng sai phương pháp. Do đó, trong nhiều trường hợp, không phải bạn làm việc không đủ chăm chỉ, mà là cách bạn làm việc chăm chỉ để kiếm tiền là sai lầm. Có một câu chuyện kể rằng, trước đây ở một quốc gia nọ có cơn sốt tìm vàng nên người dân khắp nơi trên thế giới tìm đến đây để tìm kiếm vàng. Khi mọi người đang cố gắng đãi vàng thì một doanh nhân đến. Điều khó hiểu là anh ta không tham gia nhóm đãi vàng. Nhưng sau một thời gian quan sát, anh ta đã bán xẻng và các dụng cụ khác cho những người khai thác vàng. Cuối cùng do cạnh tranh gay gắt, kết quả là người khai thác vàng không kiếm được nhiều tiền, nhưng người kinh doanh lại kiếm được bộn tiền. Sau khi theo dõi và suy ngẫm, có thể thấy trong câu chuyện có hai nhân vật. Một là anh chàng đào vàng, chính là những người nông dân nghèo, siêng năng vô cùng, nhưng cuối cùng cũng chẳng được gì. Thứ hai là người bán xẻng, anh ta có thể kiếm được nhiều tiền mà không cần làm việc quá sức. Sự khác biệt giữa hai người nằm ở suy nghĩ. Những người nghèo chạy theo xu hướng, tập trung vào cái lợi trước mắt, trong khi người doanh nhân có tầm nhìn xa lại biết cách tìm kiếm cơ hội cho mình. Nghèo tạm thời không có gì ghê gớm, nhưng điều khủng khiếp là bạn không bao giờ ngờ đến mình có thể nghèo đến hết đời. Nếu người nghèo muốn trở nên giàu có, đổi mới tư duy quan trọng hơn là làm việc chăm chỉ. Nếu bạn đang lo lắng về việc làm việc chăm chỉ mà không khá lên, thì tốt hơn hết bạn nên điều chỉnh lại suy nghĩ của mình. Người giàu không chỉ may mắn, tất cả đã nằm trong dự liệu của họ. Không có gì trên đời là dễ dàng. Khi chúng ta thay đổi cách suy nghĩ của mình, chúng ta sẽ thay đổi mọi thứ. Trong cuốn Tư duy nhanh và chậm có một câu chuyện như thế này. Tại một thị trấn nhỏ ở California, có một chàng trai trẻ rất thích viết lách. Anh ấy làm việc chăm chỉ mỗi ngày,
quyết tâm trở thành một tiểu thuyết gia xuất sắc. Nhưng những cuốn tiểu thuyết của anh luôn viết không thể bán được. Anh rất khổ não nên đến nhà thờ hỏi vị linh mục: "Xin cha cho biết tại sao con viết ngày viết đêm mà công việc vẫn không có tiến triển gì?" Vị linh mục không trả lời trực tiếp mà thay vào đó hỏi: "Con làm gì vào buổi sáng sớm?" Anh cảm thấy khó hiểu: "Con viết tiểu thuyết." Vị linh mục hỏi tiếp: "Thế còn buổi sáng?" Anh đáp: "Con vẫn viết." Vị linh mục lại hỏi tiếp: "Buổi chiều thì sao?" Nghe tới câu này, người thanh niên có vẻ hơi mất chút kiên nhẫn và trả lời: "Mỗi ngày ngoài ăn ngủ ra, thời gian còn lại con đều dùng để viết tiểu thuyết." Vị linh mục lại hỏi tiếp: "Vậy con suy nghĩ vào lúc nào?" Nhìn chàng trai trẻ vẫn không biết vấn đề của mình là gì, vị linh mục kiên nhẫn nói: "Cái mà con gọi là chăm chỉ chẳng qua cũng chỉ là sự bận rộn lặp đi lặp lại và kéo dài hàng giờ liền. Miễn là có điều kiện, hầu hết mọi người đều có thể làm được. Cái khó là suy nghĩ. Không có suy nghĩ, tiểu thuyết sẽ không có linh hồn. Không có suy nghĩ, nỗ lực tới mấy cũng chỉ là vô ích. Một người bị gò bó trong lao động máy móc và lười suy nghĩ sẽ rất dễ rơi vào trạng thái tầm thường. Có thể ban đầu, thời gian một người dành cho việc suy nghĩ sẽ không mang lại lợi ích rõ ràng, thậm chí còn tích lũy chậm hơn so với hành động trực tiếp. Nhưng khi thời gian suy nghĩ tiếp tục tăng lên, anh ta sau cùng sẽ đạt được sự phát triển mang tính chuyển đổi. Bản chất con người là tham lam sự dễ dàng, không thích tự tạo khó khăn cho mình. Nhưng sau khi chịu bỏ thời gian ra để suy nghĩ, khuôn mẫu nhận thức của bản thân sẽ không ngừng bị phá vỡ và ta sẽ gặp được phiên bản khác ưu việt hơn bản thân trước đó. 2. Nỗi cay đắng của sự cô đơn. Con đường thành công thường là con đường phải đi một mình. Càng đi về phía trước, bạn càng cảm thấy cô đơn vì không được ai giúp đỡ, không có ai bên cạnh. Bạn sẽ phải chịu đựng sự khó khăn, gian khổ mà không phải ai cũng hiểu được. Nếu bạn không thể chịu đựng được nỗi đau của sự cô đơn, bạn sẽ chật bánh trên con đường thành công và cuối cùng là thua cuộc. Vì vậy, lúc này bạn phải biết kiên trì, cảm nhận được sự khác biệt của bản thân, từ đó quyết tâm hơn để tiến về phía trước. Sự cô đơn không thể hủy hoại một con người. Thực tế, hầu hết những người xuất chúng đều cô đơn. Đằng sau mỗi thành công là quãng thời gian cô đơn. Hãy rèn luyện cho bản thân khả năng chịu đựng nỗi cô đơn, bạn sẽ đạt được mục tiêu như mong đợi. Tôi đã từng nói rằng, cái giá của thành công đôi khi là mất đi một vài mối quan hệ. Nghe chua chát thế, nhưng là sự thật đấy. Người ta đánh đổi sự thành công bằng những bữa cơm gia đình. Không phải họ không quý trọng nó, chỉ là cuộc đời đôi khi không cho phép chúng ta chọn cả hai ở cùng một thời điểm. Người ta đánh đổi thành công bằng đôi ba chai bia cùng hội bạn thân. Gặp bạn bè thì ai chả thích, nhưng những cái mình thích lại không phù hợp với những cái mình muốn. Chớ trêu vậy đấy, người ta còn đánh đổi thành công bằng cả một mối tình. Có những mối tình vĩnh viễn người ta cũng chẳng thể quên được, bởi vì không phải hết yêu mà là khi ấy trong tay không có thứ gì để giữ đối phương ở lại. Cô đơn của những ngày trên hành trình tìm thành công còn vu vơ như thế này. Chỉ là một buổi sáng tỉnh dậy, mệt mỏi bất lực và thấy xung quanh mình chẳng có ai. Dù cô đơn nhưng cũng phải cố chấp. Con đường đến những nơi xa cần phải đi một mình. Sự đột phá của một người bắt đầu từ sự cô đơn. Khi bậc thầy chế biến gỗ Akiyama Tosuki 32 tuổi, ông đã thành lập trường chế biến gỗ Akiyama. Trước khi tuyển dụng một người học việc, ông sẽ thực hiện nhiều chuyến thăm không báo trước để xem liệu người học việc đó có chịu được khó khăn, chịu được sự cô đơn hay không. Sau khi người học việc vào trường, anh ta lập tức bị cấm túc. Quy định của nhà trường, không ai được tự ý ra về, phụ huynh không được vào thăm khi chưa được phép. Lần cấm túc này sẽ kéo dài tới 8 năm. Akiyama đã xây dựng hệ thống giáo dục 8 năm, miễn học phí, nhưng những người học việc phải tuân theo các quy tắc. 1 năm để phát triển những thói quen cơ bản của thợ thủ công, 3 năm để thành thạo các kỹ năng do bậc thầy truyền lại, và 4 năm để học cách cư xử từ bậc thầy. Tất cả những tương tác xã hội không cần thiết và giải trí vô ích đều bị nghiêm cấm. Cho đến nay, ngôi trường này đã đào tạo hơn 50 thợ chế biến gỗ và có kỹ năng xuất sắc, đang làm việc ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Những khoảng thời gian ở một mình quyết định chúng ta sẽ trở thành ai. Lý do khiến tác giả Li Ao đạt đến đỉnh cao của cuộc đời, một phần là bởi tính cách khó gần. Ông cho biết, tôi sống một mình, không giao du với bạn bè, nhưng tôi rất chăm chỉ và làm việc 16 giờ một ngày. Những người dám tách khỏi đám đông thường đều là những người mạnh mẽ, bởi họ hiểu rằng chỉ khi chịu đựng được sự cô đơn trong quá trình thoát kén để trở thành một con bướm, họ mới có đủ sức mạnh để vút bay lên trời cao. Tổng kết lại, một tiểu thuyết gia từng nói, con người là một loài động vật có thể tự lừa dối chính mình. Chúng ta chịu nhiều những cái khổ vô ích, lãng phí rất nhiều thời gian. Những người ở tầng thứ thấp cho rằng, nghèo chính là chịu khổ và loại khổ này là một loại huy hiệu danh dự. Nhưng người xuất sắc luôn tránh xa những cái khổ vô nghĩa và chỉ chịu những cái khổ có giá trị. Bởi lẽ đằng sau đó, ẩn chứa năng lượng cải biến vận mệnh.